Nay đi làm thế nào em? Thôi, anh đừng có nhắc nữa. Mệt chết đi được. Thôi, đừng mệt nữa. Tình kiểu có việc ngon lắm. Anh qua mua cho em nhé. Cái món đó có vệ sinh gì đâu. Thôi, anh tự ăn một mình đi. Thế để anh đi mua. Chào ông chủ nhá. Nửa con vịt, tê tê cay cay. Để tôi lấy cho cậu. Bao nhiêu để tôi gửi? Không cần đâu. Đã có người trả rồi. Là ai? Hẳn cậu cũng biết, đó là ai mà. Về máy bay... Em đã đặt rồi. Thế còn đồ đạc? Em cũng chuẩn bị xong rồi. Để anh đưa em ra sân bay. Không cần đâu, em tự đi được. Ông chủ, tiền này tôi có thể gửi ở chỗ anh được không? Sao lại gửi tôi? Đây là tiền tôi chuẩn bị sinh nhật cho bạn trai tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi đã chia tay rồi. Chắc tiền này không dùng đến nữa đâu. Nếu như anh ấy có quay lại mua vịt quay á, thì ông cứ giữ ở đây nhé. Còn nếu anh ấy không quay lại, thì anh cứ giữ đấy được không? Anh Đạt, anh xem em mua gì nè. Vịt anh thích này. Bây giờ mình chưa có tình nhiều thì anh thích món này. Chứ sau này thì... Không có chuyện đấy đâu. Kể cả sau này hay bây giờ, anh cũng chỉ thích đồ em mua và đồ em nấu thôi. Anh muốn cả đời này ở bên cạnh em. Đừng có hòng trốn thoát. Anh Đạt ơi, xong rồi. Anh xong rồi đây. Chắc là sau này cậu sẽ không đến đây nữa đâu nhỉ. Cậu đã bỏ lỡ một người con gái rất tốt rồi đó.